có ba điều mà khiến cho sự nghiệp thụ thai của chúng ta không thành công. Đó là thứ nhất là cái yếu tố căng thẳng là một cái yếu tố cản trở đầu tiên. Thứ hai nữa là chúng ta cái thời điểm quan hệ tình dục của chúng ta nó chưa được đúng. Ví dụ như là cái giai đoạn dục chứng, cái giai đoạn mà có cái khả năng có thai cao thì chúng ta bị bỏ lỡ. Và thứ ba nữa là cái sinh hoạt ăn uống của chúng ta không lành mạnh, uống rượu bia rồi hút thuốc lá rồi những cái chất có cồn, rồi những cái chất nước ngọt có ga hoặc những đồ ăn tươi sống là những cái mà nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe sinh sản.